Xin chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người quay trở lại với Hoàng Sơn Design. Ở trong video hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách cắt mẫu áo này nhé. Chúng ta có một mẫu áo ký giả, phần cổ hai ve này. Các bạn sẽ có một đường cắt rời ngang eo, phía dưới thì chúng ta sẽ làm, các bạn sẽ đóng hết ly nhé, chúng ta sẽ tiêu hết ly. Phía thân trên thì các bạn sẽ có một đường chiết ly này, một đường bổ mạch lên trên vai. Đây thì các bạn sẽ làm cái phần tay nó sẽ may kẹp với cả đường bổ mạch này nhé. Tay sẽ là xếp ly. Phần chính sẽ là sát nách. Ok, đầu tiên thì các bạn sẽ chuẩn bị cho mình thân trước và thân sau của mẫu áo cơ bản nhé. Cái này thì chúng ta sẽ để cái phần sống lưng ở đằng sau. Các bạn để võng lưng mà đằng sau cho mình nhé. Các bạn nào mà chưa có công thức chuẩn để dựng được cái dập gốc cơ bản thì các bạn có thể tham khảo qua cuốn sách này của mình. Trong này mình có hướng dẫn đầy đủ về đồ nữ, từ chân váy cho đến vest măng tô, áo dài. Dựa vào cuốn sách này thì các bạn có thể dựng được các cái dập gốc giống như mình đang có nhé. Ngoài ra khi bạn mua sách thì mình sẽ thêm các bạn vào nhóm kín có video hướng dẫn. Các bạn nào có nhu cầu thì có thể đăng ký với mình qua Zalo ở trên này nhé. Ở đây chúng ta sẽ có thân trước và thân sau như thế này. Đầu tiên thì các bạn sẽ cắt rời cho mình đường ngang eo. Phần thân sau thì chúng ta sẽ kẻ chéo xuống tầm khoảng 5 ly. Các bạn cắt rời nhé. Cho này tạo với ở đường sống lưng này một góc vuông này. Sau đó chúng ta cắt rời nó ra. Nửa thân dưới thì các bạn sẽ đóng ly vào cho mình. Ta sẽ dán nó vào đây. Sau đó thì các bạn sẽ tỉa lại cho mình phần gấu này một chút. Tỉa lại cho mình cái đoạn này một chút nhé. Chúng ta có thể dán thêm giấy vào, các bạn sẽ vẽ lại đường này cho nó trơn đi nhé. Phần thân trước này chúng ta sẽ cắt bằng với cả đường ngang eo. Và chúng ta sẽ đóng cái ly thân này lại. Các bạn dán nó vào. Ở đây thì các bạn sẽ tỉa lại cho mình đường gấu này. Đường gấu này nó sẽ lượn tròn nhé. Phần gấu nó sẽ lượn tròn. Đoạn này thì các bạn sẽ lượn tròn từ phần da phía ngoài này. Chúng ta sẽ vẽ tròn vào đây. Đó. Cắt theo đường này. Ok. Đây, như vậy chúng ta sẽ có được hai nửa thân trên và thân hai nửa thân dưới của thân sau và thân trước nhé. Đó. Tiếp này, đối với nửa thân phía bên trên và thân trước này thì các bạn sẽ thấy chúng ta sẽ có một đường chiết ly và một đường bổ mảnh. Chiết ly và một bổ mảnh nhé. Phần này thì ở đây mình sẽ chia cái phần ly này ra. Chúng ta sẽ không chiết hết toàn bộ vào đây, mà chúng ta sẽ chiết đoạn này tầm khoảng 2 phân. Đây tầm khoảng 2 phân. Sau đó này các bạn sẽ đo cho mình từ điểm cạnh ly 2 phân đây nhá. Chúng ta đo ra ngoài sườn này bằng bao nhiêu thì các bạn sẽ chia đôi ra. Chúng ta sẽ kẻ một đường lên trên. Đó. Khoảng này thì các bạn chúng ta đang chiết tổng ở đây là 3 phân ly. Bây giờ chúng ta sẽ chiết chỗ này là 2 và chỗ này các bạn sẽ chiết là 1. Nó vẫn đủ được cái thông số phần ly chiết là 3 phân nhé. Đó. Và phần ly này thì chúng ta sẽ vẽ lại này. Ok. Các bạn sẽ bấm một cạnh ly cho mình. Chúng ta đóng ly vai này lại. Đó. Ở đây thì các bạn sẽ kẻ lại cho mình đường vai con. Phần ly này nhé, các bạn lọc bỏ hết đi cho mình. Đó. Tiếp đến các bạn sẽ vẽ phần ve cổ này.
Chúng ta sẽ có sâu cổ ở đây. Được chưa? Các bạn lấy ngang cổ rộng ra thêm cho mình một phân nữa. Từ điểm ngang cổ lấy ra thêm một phân, các bạn lấy về phía giao quy cho mình hai phân để chúng ta dựng được đường bẻ ve nhé. Xác định chân ve cho mình, chúng ta sẽ lấy từ sâu cổ xuống tổng khoảng 9 cho đến 10 phân. Đánh dấu lại ở trên phần giao quy trong nhé. Sau đó thì các bạn sẽ nối cho mình từ điểm này kéo đến đây. Và cắt ở đường này ở đâu thì các bạn sẽ đánh dấu lại. Đây chính là phần chân ve. Sau đó chúng ta sẽ kẻ một đường song song với đường bẻ ve đi qua ngang cổ. Từ đây các bạn lấy xuống cho mình 5 đến 6 phân này. Chúng ta sẽ kẻ chéo đoạn này. Chúng ta tính cái phần bản ve thì các bạn sẽ lấy cho mình từ đường bẻ ve này ra ngoài này cho mình tầm 6 phân. 6 phân nhá. Đây là 5 phân này. Chúng ta vẽ này vào đây. Đoạn này thì các bạn sẽ cắt nó ra. Đối với phần thân sau này, các bạn đặt cho mình hai đường vai con này bằng nhau. Chúng ta sẽ lấy bản vai con thân sau lớn hơn thân trước 5 ly. Sâu cổ thì các bạn lấy xuống thêm cho mình 5 ly nữa. Và chúng ta vẽ được cái vòng cổ thân sau ra đây. Sống lưng thì phải giảm vào cho mình một chút này. Chúng ta cắt nó ra. Rồi phần ly này, ly thân sau nhé, thì các bạn sẽ chia ra cho mình làm 2 ly. Chúng ta sẽ làm 2 ly. Các bạn chia 3 cái khoảng ngang eo này ra cho mình. Chúng ta sẽ kẻ một đường lên. Kẻ một đường lên đây. Tổng ly chiết ở thân sau nó đang là 2 phân rưỡi thì chúng ta sẽ chiết chia ra mỗi bên là 1,25 nhé. Bạn sẽ vẽ được cái phần ly như thế này. Chưa? Đó. Phần ly này sẽ không có nữa nhé. Chúng ta sẽ có 2 ly như thế này. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn ra mẫu cổ này. Chúng ta sẽ đặt phần thân này lên một tờ giấy khác. Sang dấu lại cho mình đường vai, họng cổ này, xuôi ve, điểm đầu ve. Chúng ta sẽ đặt thước trùng với đường bẻ ve, các bạn kéo dài lên cho mình nhá. Điểm xẻ ve thì chúng ta sẽ lấy từ đầu ve vào cho mình được khoảng 3 phân. Chúng ta đánh dấu lại. Sau đó này, đoạn này các bạn lấy lên cho mình được khoảng 10 phân. Từ đường vai nhé, lấy lên đây là 10 phân này. Ta dựng một đường vuông góc, các bạn đẩy về đây cho mình là 5 phân. Vuông góc này. Ở đây thì các bạn sẽ đánh cong đến phần họng cổ. Sau đó thì chúng ta sẽ dùng phần thân sau đặt vào đây. Đo lại cho mình. Nó bằng vòng cổ thân sau nhá. Sau đó đoạn này thì các bạn sẽ dựng cho mình một đường vuông góc này. Chúng ta lấy bản cổ tầm 6 phân. 6 phân. Điểm xẻ ve ở đây nhá, các bạn sẽ vách nó lên. Chúng ta sẽ lấy đoạn này cho mình tổng 3 phân rưỡi. 3,5. Đây là 6 phân. Rồi chúng ta sẽ vẽ cái đường bản cổ này ra. Đó. Khi may thì nó sẽ may vào đây nhá. Ok. Đó. Tiếp đến bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn làm về phần tay.
Các bạn sẽ đặt phần thân này lên một tờ giấy khác để chúng ta vẽ được phần vai chườm, tay chườm ra. Ở đây thì các bạn sẽ san dấu lại cho mình đường vai. Đường vai này, chúng ta kéo dài ra nhé, san dấu lại đầu vai, vòng nách. Mình sẽ lấy dịch vào bên trong một chút. Đầu vai này, vòng nách này. Rồi. Ở đây nhá, chúng ta có một đường bổ mảnh. Thân chính bên trong chúng ta làm sát nách thì đầu vai các bạn giảm vào cho mình tầm 1 phân. Ở đây mình sẽ vẽ lại cái vòng nách. Sau đó này, từ đây các bạn lấy vào cho mình là 3 phân. 3 phân nhá. Chúng ta sẽ vẽ một đường cong từ điểm 3 phân cong đến phần ly này. Đây chính là đường bổ mảnh thì chúng ta kẹp với cả phần tay. Phần tay thì mình sẽ lấy ngang bằng với hạ đỉnh ngực. Yeah. Đó. Bây giờ thì chúng ta sẽ sử dụng cái phần tay cơ bản. Bạn sẽ vẽ cho mình một cái tay cơ bản nha. Cử động các bạn sẽ cộng cho mình tầm 4 đến 5 phân. Sau đó này, từ đầu vai nhé, các bạn lấy ra đây cho mình 2 phân. 2 phân. Chúng ta sẽ đặt đầu vai này, trùng này, quay này ra, cái điểm đầu đỉnh tay này trùng với điểm 2 phân nhá. Bạn sang dấu lại cho mình, kẻ lại cho mình cái đường giữa tay. Đó, ta bỏ này ra. Bây giờ này, phần thân này nhá, các bạn sẽ cắt theo cái đường bổ mảnh ở đây, lọc bỏ hết ly đi cho mình. Chúng ta bỏ phần nửa bổ mảnh này ra. Sang dấu lại cho mình cái đường bổ mảnh này. Từ điểm đánh dấu phần tay đấy nhá. Đây là cái điểm này này, chúng ta đánh dấu lại đấy. Rồi. Tiếp này, bây giờ thì các bạn sẽ lấy độ dài cho mình từ điểm 2 phân này, chúng ta lấy xuống tầm 15 đến 17 phân. Làm phần dài tay nhá. Ví dụ đây mình sẽ lấy tầm khoảng 16 phân. 15 đến 17. Đó. Sau đó thì các bạn sẽ vẽ cho mình một đường cong vào đến cái điểm đánh dấu tay. Chưa? Đây là của thân trước nhá. Đó. Bây giờ thì các bạn sẽ cắt phần này ra cho mình. Chúng ta sẽ có đường bổ mảnh ở thân sau nữa. Đây, phần thân sau này. Thân trước chúng ta lấy từ đầu vai vào 3 phân. Thì thân sau chúng ta sẽ lấy vào 3 phân. 3 phân. Các bạn sẽ vẽ một đường này. Đầu ly nhá. Nếu như các bạn vẽ thẳng từ điểm 3 phân này vào đến đầu ly này. Thì đoạn này nó bé quá. Sau đó thì chúng ta sẽ... ở thân sau này chúng ta sẽ có giảm đầu vai nữa nhá. Rồi chúng ta lấy vào 1 phân để giảm đầu vai trước này. Và vẽ lại vòng nách. Từ điểm giảm này thì các bạn mới lấy vào cho mình 3 phân nhá. Đó. Sau đó này, đầu ly các bạn lấy vào cho mình 1 phân. Chúng ta vẽ cái đường bổ mảnh này vòng vào đây. Chưa? Phần tay của thân sau thì mình lấy bằng với cả hạ nách. Chưa? Hoặc các bạn sẽ lấy xuống hơn cho mình tầm 1 đến 1 phân rưỡi. Rồi. Bây giờ này, chúng ta sẽ san dấu lại cái đường vai của thân sau. Vòng nách của thân sau. Các bạn có thể vẽ tương tự như thân trước nhá. Hoặc là chúng ta có thể đặt hai thằng này bằng nhau luôn. Đây. Đây là đầu vai của thân trước này. Đây là đầu vai của thân sau. Chúng ta sẽ đặt nó bằng nhau. Đường vai này trùng nhau, sang dấu lại cho mình cái đường này. Đó, dài tay bằng nhau nhá. Rồi, bây giờ thì các bạn sẽ cắt rời cái đường bổ mảnh thân sau này ra cho mình.
lọc bỏ hết ly nhá. Ở đây thì chúng ta sẽ đánh dấu lại cái điểm tay, sang dấu lại cho mình cái đường bổ mảnh. Đó. Và đoạn này thì các bạn sẽ nối cong vào đây. Ok. Phần ly này nhá. Khi lên trên vải thì các bạn sẽ chiết vào cho mình. Chưa, chúng ta sẽ có bổ mảnh như thế này. Phần đầu vai của thân trước và thân sau nhá, các bạn sẽ cắt theo đường giảm đầu vai này. Chúng ta cắt theo đường vòng nách mới đấy. Ok. Đó. Ta sẽ để này sang một bên. Bây giờ thì các bạn sẽ cắt phần này ra cho mình. Đây thân sau. Rồi, bây giờ thì mình sẽ làm đến phần ly nhá. Ở đây thì chúng ta sẽ có hai ly ở mang tay trước và hai ly ở mang tay sau. Nhá, hai ly mang trước và hai ly mang sau. Đây. Đây phần thân sau này. Lấy cho mình từ cái điểm này. Lấy về đây tầm khoảng phân rưỡi cho đến 2 phân nhá, các bạn kẻ cho mình vào điểm góc nhọn này. Sau đó này, ly cách ly cho mình tầm khoảng 2 phân rưỡi cho đến 3 phân nhá. Ví dụ ở đây mình sẽ lấy tầm 3 phân đi. Đây là 3 này, đây là 1,5. Đoạn này thì các bạn sẽ kẻ cho mình đường song song với cả đường này. Đó. Phần thân trước này chúng ta sẽ lấy tương tự. Phân rưỡi này, 3 phân này. Cho này nối vào điểm góc này. Này nối song song. Đó. Bây giờ thì các bạn sẽ đặt lên một cái tờ giấy khác để chúng ta tách được phần ly ra. Các bạn sẽ kẻ cho mình một đường, kẻ cho mình một đường thẳng vào đây. Phần thân trước nhỉ, các bạn đặt ở bên này. Chúng ta sẽ bấm theo đường này, bấm vào đây. Bấm vào đây. Đặt cho mình này cái điểm cửa tay ở đây, bạn đánh dấu, bạn đặt nó bằng với cả đường kẻ nhá. Ta bẻ phần này ra, để đoạn này cách cho mình. Đây, bạn để cho mình đầu này bằng này, đầu này bằng này. Ta giải tách cái phần ly này ra, bạn giải tách ra cho mình mỗi ly tầm khoảng 3 đến 4 phân. Đó. Ví dụ mình để là 3 phân nhá. Sau đó thì mình sang dấu lại. Đây là 3 phân này. Cái này là 3 phân này. Đó, được chưa? Phần ly này thì chúng ta sẽ vẽ lại nhá, kẻ lại cho mình này. Phần ly này cũng thế này. Chưa? Tương tự phần thân sau thì chúng ta sẽ bấm ra. Các bạn giải tách tương tự như thân trước cho mình. Chúng ta để cho phần cửa tay này chạm vào nhau. Phần đỉnh tay này sẽ chạm vào đây. Chưa? Chúng ta sẽ mở ra. Cho này mỗi cái là 3 phân. Tương tự như thân trước thôi. Đó. Sau đó thì mình cũng sẽ sang dấu. Rồi, bỏ thằng này ra, vẽ lại phần ly này. Độ dài ly thì các bạn sẽ lấy nó xem nhau nhá. Đây này, khoảng này các bạn lấy nó xem nhau là được. Sau đó nối thằng này cong vào đây. Đó, chúng ta sẽ tạo được phần tay như thế này. Khi cắt thì các bạn sẽ cắt rộng ra cho mình một chút. Các
chọn gấp ly thì chúng ta mới sửa lại đường tay này sau. Đây, phần ly chiều hướng gấp ly thì các bạn sẽ gấp như này cho mình. Đó. Gấp này vào đây. Ok, sau đó thì các bạn cắt lại cho mình cái đường này nhé. Đó. Rồi, bây giờ thì các bạn sẽ ghép nó vào với nhau thôi nhá. Rồi, dán hết này vào với nhau. Được chưa? Khi may thì chúng ta sẽ kẹp cái phần tay này vào bổ mạch nhá. Đây, sau khi mà các bạn chúng ta ghép vào với nhau nó sẽ được như này nhá. Phần tay này sẽ may kẹp với cả đường bổ mạch. Được. Thân chính bên trong thì các bạn sẽ làm sát nách và chúng ta sẽ viền vào nách hoặc là các bạn may đáp cũng được nhá. Được. Bạn sẽ chiết ly thân trước này, chiết ly của thân sau, sau đó chúng ta may với cả thân dưới nhá. Sau đó các bạn cắt đường sườn đây, phần cổ này. Được, chúng ta sẽ có phần tay như này nhá. Ok. Được. Như vậy là mình đang dẫn xong các bạn cắt mẫu áo theo mẫu có sẵn. Các bạn thấy video hữu ích, hãy like, chia sẻ và nghỉ theo dõi kênh mình nhé. Xin chào các bạn.